Tu như thế nào là đúng? Bất cứ pháp môn nào mà đưa đến kết quả khiến cho tâm mình có những phẩm chất tốt như sau thì là đúng lời Phật dạy. 1. Tâm không tham lam chứ không phải tham lam. 2. Tâm từ bỏ chứ không đưa đến dính mắc ràng buộc. 3. Tâm hướng thượng chứ không hướng đến hạ liệt. 4. Tâm hướng đến ít muốn chứ không hướng đến muốn nhiều, thích đủ thứ. 5. Tâm hướng đến biết vừa đủ, đơn giản chứ không hướng vô độ, phức tạp. 6. Tâm hướng đến ưa thích sống viễn ly chứ không hướng đến thích tụ tập đông vui. 7. Tâm hướng đến tinh tấn chứ không hướng đến giải đãi, ưa hưởng thụ. 8. Tâm hướng đến dễ nuôi chứ không hướng đến kén chọn, khó nuôi, phiền phức. Nếu tâm có kết quả như vậy là đang tu đúng, nên cứ vững tin tinh tấn, vì khi bạn tu đúng thì tự động trí tuệ sẽ khởi sanh, do đó nó biết những gì cần thiết và những gì không cần thiết. Trích Kinh Tăng Chi Tám Pháp, Phẩm Gotami.